Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 5 tháng 7 của Dosavina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau. Tiếp đón và chia sẻ kinh nghiệm cùng đoàn doanh nghiệp Khai Giang Bốc. HRSG đào tạo công tác đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao. Tiêu chuẩn hóa hoạt động hợp triển khai công việc đầu giờ. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau chuyến thăm đầu tiên vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn Doanh nghiệp Khai Giang Bốc đã có chuyến thăm lần thứ hai đến Dosavina vào ngày 28 tháng 6. Đến với Dosavina trong chuyến thứ hai này là 20 lãnh đạo thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp Khai Giang Bốc. Tại Dosavina, đoàn đã được đại diện lãnh đạo công ty đón tiếp nồng hậu, được nghe giới thiệu về tổng quan công ty cũng như có cơ hội hiểu rõ hơn về những thành quả mà Dosavina đã đạt được trong 7 năm đầu tư tại Quảng Ngãi. Trong chuyến thăm này, các lãnh đạo thuộc Liên đoàn Doanh nghiệp Khai Giang Bốc đã bày tỏ mong muốn học hỏi những kinh nghiệm vận hành thành công một doanh nghiệp FDI và những hệ thống quản lý sản phẩm, chất lượng, an toàn, nhân sự, bán hàng, v.v. mà Dosavina đang áp dụng một cách hiệu quả. Ngoài ra, những kinh nghiệm trong giao tiếp cũng như hòa hợp văn hóa giữa hai quốc gia, văn hóa doanh nghiệp và quan hệ lao động cũng đã được chia sẻ. Liên đoàn Doanh nghiệp Khai Giang Bốc nằm tại miền Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc, hiện đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, trong đó có dịch vụ, du lịch, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Những kinh nghiệm thu thập được qua chuyến đi này sẽ giúp Liên đoàn Doanh nghiệp Khai Giang Bốc ứng dụng vào thực tế, đóng góp vào sự phát triển của quốc gia nói chung và sự phát triển của khu vực miền Bắc Gyeongsan nói riêng. Trước khi rời Dosavina, đoàn cũng đã được hướng dẫn tham quan nhà máy boiler, tìm hiểu về cách vận hành các hoạt động sản xuất, an toàn và môi trường, và sau đó là thăm khu vực cảng nước sâu. Để ngăn ngừa hiệu quả tai nạn ngã trên cao cũng như giảm thiểu mức độ tổn thương, nhà máy HRSG đã tiến hành chương trình đào tạo kiến thức liên quan cho toàn bộ thành viên của mình. Hiện nay, Dosavina có rất nhiều công việc phải thực hiện trên cao. Vì vậy, để tránh những tổn thương và những tai nạn đáng tiếc, công tác đảm bảo an toàn khi làm việc ở các vị trí này đang được tất cả các nhà máy quan tâm. Và nhà máy HRSG cũng đã tiến hành một chương trình đào tạo dành cho 169 công nhân viên khối sản xuất. Chương trình đào tạo an toàn được chia làm 4 lớp, mỗi lớp có trung bình 42 học viên và tất cả đều có 30 phút để tìm hiểu những kiến thức liên quan. Chương trình đào tạo diễn ra ngay tại văn phòng nhà máy HRSG do anh Hồ Sĩ Phú hướng dẫn. Nội dung chính của chương trình đào tạo xoay quanh 3 chủ đề, gồm tiêu chuẩn sử dụng dây đai an toàn áp dụng cho trường hợp làm việc từ 2 đến 5 mét và trên 5 mét trở lên, tiêu chuẩn kiểm tra và loại bỏ dây đai an toàn toàn thân và phương pháp sử dụng dây đai an toàn toàn thân. Cũng trong chương trình đào tạo này, một vài điểm hành động, vị trí hay tư thế làm việc có thể dễ xảy ra tai nạn cũng đã được anh Hồ Sĩ Phú nhắc nhở, giúp mọi người biết cách chấn chỉnh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình làm việc để bảo vệ an toàn cho chính bản thân. Để đưa hoạt động thương bút meeting về đúng nghĩa và thống nhất hóa các nội dung trao đổi, đội AS đã tiến hành tiêu chuẩn hóa hoạt động này trong phạm vi toàn công ty. Thương bút meeting là hoạt động đối thoại trao đổi trước khi bắt đầu công việc, tiến hành tại vị trí làm việc mà người giám sát quản lý đóng vai trò trung tâm. Bên cạnh việc truyền đạt kế hoạch công việc, chỉ thị công việc, thương bút meeting tập trung vào các chủ đề an toàn liên quan đến các công việc cụ thể, chẳng hạn như mối nguy cơ tiềm ẩn tại nơi làm việc và cách làm việc an toàn. Đây là một trong những phương pháp rất hiệu quả giúp cho người lao động ghi nhớ kiến thức và thúc đẩy văn hóa an toàn của tổ chức. Hoạt động thương bút meeting được triển khai từ năm 2009, theo tổ, mang tính tự phát và không theo bất cứ quy chuẩn nào. Chính vì vậy, để đưa hoạt động này về đúng nghĩa và thống nhất hóa các nội dung trao đổi, đội AS đã tiến hành tiêu chuẩn hóa hoạt động này trong toàn công ty kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2016. Checklist thương bút meeting chuẩn hóa gồm 3 bước. Bước 1 gồm giao tiếp, trao đổi, chia sẻ, kiểm tra tình trạng sức khỏe, vấn đề công việc liên quan đến tổ khác, vấn đề truyền đạt từ cấp trên.
Bước 2 là mô tả công việc bằng cách phân chia công việc theo từng công đoạn và nhận diện các mối nguy cơ có thể xảy ra. Và bước 3 là đánh giá mối nguy, đánh dấu vào ô liên quan đến công việc của ngày hôm đó trong số 12 nguyên tắc cấm và tuân thủ. Sau hơn 2 tháng triển khai, đại đa số tổ trưởng đã hình thành thói quen ghi chép và sử dụng checklist trong quá trình tiến hành họp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại việc làm theo hình thức đối phó, chưa có sự đầu tư hoặc không tổ chức họp khi tổ trưởng vắng mặt. Vấn đề này cần được chỉnh đốn để thu hút meeting trở thành một văn hóa làm việc tại Dosanvina. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dosanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa này, mời các bạn truy cập qua website youtube.com với từ khóa Dosanvina DVTV V7N50. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dosanvina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Dosanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.